Em Chí xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2024. Em cũng chúc quý cô chú, anh chị và các bạn mình xem video vui vẻ và nhiều điều hạnh phúc trong công việc nha. Hôm nay cũng là ngày cuối tuần của chú anh chị. Em chia sẻ về khu vực trung tâm thành phố mình ha. Đây là cũng là một trung tâm Sài Gòn mà về khu vực chợ Bến Thành. Giáp dòng khu vực này thì bà con mình về những cái ngày mà gần Tết như thế này á, khách du lịch thì bên đây rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Thì hôm nay em chia sẻ vòng vòng giáp vòng ở khu vực trung tâm này cho cô chú anh chị mình tìm hiểu thêm về đường phố Sài Gòn như thế nào. Và hiện nay thì bà con mình ở ngoài khu vực Sài Gòn này ra sao, như thế nào ha, qua một hành động kính. Em sẽ di chuyển từ đoạn này ngay là cái đoạn công trường Quốc Tử Giám. Hôm nay thì cũng là gọn ghẽ ở trên cái tuyến đường này anh chị. Không còn như trắng lưu cốt như ở hồi gần năm rồi. Cái tiếng mà tiếng mê tô này rất là gọn ghẽ sạch sẽ luôn thì mình thấy nha. Và những tiếng cây xăng ở đây á, thì cũng không còn. Bên công trường Quốc Tử Giám thì còn một cái tòa nhà rất là lớn luôn anh chị. Đây thì cũng chưa có gọi là hình thành xong, cũng đang nằm đứng trận như thế này. Có thể là bắt đầu như là tiến triển hay làm lại như thế nào anh chị. Của công trình thì ngay một cái trung tâm Sài Gòn luôn, đối diện cổng chợ Bến Thành. Bây giờ em sẽ dạt vào chợ Bến Thành để chia sẻ những hình ảnh cho cô chú anh chị mình tìm hiểu thêm. Về chợ Bến Thành thì cô chú anh chị mình thấy cái ngã mà hướng cửa chính đó, là cửa hướng Nam đó. Hôm nay cũng rất là đông luôn, rất là nhiều anh chị và cô chú mình ra đây chụp những cái mảnh selfie ở ngoài khu vực chợ, ở ngoài mặt ngoài. Không biết là hôm nay có lễ hội gì thế nào hay không mà thấy dựng những cái lễ hội sân khấu rất là nhiều anh chị. Đây bà con ở đây cũng chụp hình nè, thì mình thấy ha. Như là giới thiệu những cái mặt hàng sản phẩm gì đó anh chị. Ở ngoài khu vực máy chợ này, đây là cửa hướng Nam ha. Còn xích tới là cửa hướng Tây và cửa hướng Bắc và cửa hướng Đông. Để em dạo một vòng khu vực này để chia sẻ cho cô chú anh chị mình ngay điểm khu phố Mã Lai ha. Hôm nay thì bên khu vực Đổi Đô ở khu vực tiệm vàng Như Tâm và Mai Vân cũng rất là đông luôn cô chú anh chị. Giá vàng đã đô đang lên dùng dục luôn anh chị. Hiện nay thì người ta đổi ra rất là nhiều luôn. Về tình hiện nay thì anh chị mình thấy nè, đông người đổi hai bên tiệm vàng, đa phần thì khách du lịch và những khách trong nước ha. Đó, anh chị mình nhìn thấy qua màn ống kính rồi, cũng rất đông ha, nhiều khách du lịch mà đi vào đây người ta đổi vàng. Đô lên rồi giá vàng lên anh chị ha. Đây là khu phố Mã Lai, anh chị mình nhìn thấy là tuyến đường này thì những người Mã Lai về sống ở khu vực này rất là nhiều. Ở bên tiệm vàng ở Như Tâm thì rất là nổi tiếng ở trên tuyến đường khu vực này anh chị. Về đổi vàng và đổi đô cho khách du lịch. Bên đây thì buôn bán rất là nhiều luôn á, anh chị mình nhìn thấy nè. Sản phẩm đa phần thì là áo tròn, áo chùm cho những khách du lịch Mã Lai anh chị. Năm nay thì khách du lịch cũng hạn chế bớt về khu nước ta, cũng ít dần đi vào những cái thời điểm này, vào những thời điểm cận Tết đó thì có thể là đông. Thời điểm mà lưng chừng đó, qua cái mùa hè rồi đó, nó cũng còn rất ít không chị. Đây là khu vực cửa Tây chợ Bến Thành. Về khúc dưới đây đó thì chuyên về bán những cái mặt hàng như là đồ khô, đồ về mấy cái mặt hàng như là đồ khô nè, rồi đặc xưởng nè, rồi hay cái mấy cái giỏ sách đồ ngay cái phần cửa Tây. Đây anh chị mình thấy nè,
rất đông người ship hàng ha. Bên đây là bên Nhu Tâm ha. Rồi còn em sẽ rẽ về ở khu vực chợ Bến Thành, ở giáp dòng ở ngoài, ở điểm Nguyễn Huệ, để chia sẻ cho chú anh chị mình những hình ảnh như thế này. Giá vàng thì mỗi ngày thì mọi chú anh chị mình thấy rồi, mỗi biến động, và những cái giá đô hôm nay cũng vậy. Vàng hôm nay thì tầm 80 mấy rồi của chú anh chị, hôm nay thì có chiều hướng tăng, và giá đô cũng có chiều hướng tăng bây giờ, cho nên bà con mình cũng hay ùa ra mà đổi, rồi chờ như là giá đô xuống thấp nhẹ nhẹ thì bà con cũng ra mua. Đây là xem sẽ đánh dòng lại khu vực quận Vinh, cái vòng xoay khu vực này hướng ra đến đoạn đường Lê Lợi, di chuyển ra đến khu vực quận Bình Huệ. Đây thì một hướng về quận 5 nè, một hướng về quận 4 Tân Phước Thắng, và một hướng về nhà hát thành phố ra đường Bình Huệ là cái tay trái anh chị nha, có một cái bảng đại chỉ đường. Sáng hôm nay thì rất khoảng 10 giờ thì chúng tôi thấy ông trời hôm nay hơi nắng gắt nha, không biết thì trưa chiều có mưa hay không. Cứ thường ngày hiện giờ thì ngay cái tầm vào tháng này á, mưa rỉ rả mưa rất là thường luôn anh chị. Lúc này thì ngập rất là nhiều luôn ở khu vực Sài Gòn hiện nay. Về tình hình Sài Gòn hiện nay thì có chú anh chị đã thấy rồi, nhiều trận mưa thì kéo dài 3-4 tiếng, còn là 2-3 tiếng mưa đổ hạt mưa lớn thì có thể là ngập lên tới khoảng trình cỡ tầm đầu gối luôn anh chị. Như là ở ngoài Thủ Đức của chú anh chị thấy ha, là Bình Dương nè. Còn Sài Gòn mình sẽ ngập vào những con hẻm ha. Những con hẻm mà không thoát kịp nước á, người ta sẽ gọi là chắn lại những cái màu cát nhỏ nhỏ nhà trước cửa để gọi là chống ngập vào nhà. Hôm nay thì ngoài đây cũng có một cái lễ hội anh chị thấy nè, ngay khu vực này. Không biết là lễ hội gì, rất là đông luôn anh chị. Họ rất đông nha. Đa phần thì những công ty doanh nghiệp lớn á, hay làm những cái lễ hội đây mà giới thiệu những cái sản phẩm anh chị. Đây anh chị mình nhìn thấy ha. Xe này cũng kẹt rất đông luôn anh chị nha. Về tuyến đường mà mình sẽ di chuyển đi ra ngoài khu vực Nguyễn Huệ á, cô chú anh chị mình thấy nè, trên con đường Lê Lợi thì cũng hay kẹt xe lắm, cũng như là tình hình kẹt xe vào những cái lễ hội như vậy nè, thì người ta hay thắng người ta dòm và người ta kiếm chỗ gửi xe vào những cái khu vực lễ hội này người ta tham quan. Lớp cái lễ hội thì giới thiệu sản phẩm nhiều cái thương hiệu luôn chú anh chị. Và hôm nay thì bên đây cũng có gọi là mua bán đồ hội chợ nè. Lâu lâu thì những ngày cuối tuần cũng hay diễn ra, vào một tháng cũng diễn ra khoảng một lần, có khi hai tháng một lần diễn ra những cái lễ hội như thế này. Anh chị thấy những cái đông ha. Đây là bán đồ lễ hội cho trong khu vực những cái tấm chùm như thế này nè, chống mưa anh chị. Là đang bán hỗ trợ trong đó ha. Bên đây anh chị thấy ha, những cái sản phẩm thương hiệu đồ cô chú anh chị mà rất đông luôn, chú anh chị thấy ha. Nhiều anh chị sinh viên hay là những anh chị mà đi mua đồ mua sắm á, cũng hay ra đây. Hôm nay cũng đông lắm anh chị nha. Đa phần là diễn ra những cái ngày lễ hội thì rất là đông nghẹt luôn. Sáng thì tình hình như vậy mà còn chiều tối là đông giữ xe bên ngoài, rất là đông luôn, những cái bãi giữ xe cũng như là giữ xe lễ hội đây. Bên đây là ngay cái đường Victor nè, giao nhau đường Lê Lợi anh chị. Nó là cùng cái bãi đất giữ xe trống bên trong nè.
mỗi lần diễn ra lễ hội như vậy thì sẽ bán những cái sản phẩm hàng trong nước và ngoài nước cho chú anh chị. Để em dạo vòng Nguyễn Huệ sẽ hoành lại cho chú anh chị mình xem ha. Đây là bãi dưới xe nè, ở trên khu vực này. Nếu mà chú anh chị mình thấy ha, mất bế ấn luôn anh chị. Đây là ra tới khu vực cầu thang Nguyễn Huệ rồi. Chú anh chị mình thấy là khách du lịch đó năm nay thì cũng không có nhiều vào những tháng này. Những cái tháng mà ngày cận Tết á, anh chị mình thấy là rất là đông luôn. Vào những buổi sáng là các khách du lịch đó ở ngoài khu vực Nguyễn Huệ rất là nhiều. Thường thì giá đô á anh chị mình thấy là có hơi tăng lên đó, là bà con ngồi nhau ra những cái gọi là những cái tụng vàng như là ở ngoài khu vực đổi đô, ở ngoài khu vực gần Bến Thành rất là đông luôn, như lúc nãy em quay cho chú anh chị mình xem. Hiện nay thì giá vàng cũng tăng, có chiều hướng tăng 80 mấy ha. Anh chị mình thấy là mọi khi mà giá vàng giảm hay giá vàng tăng đó, thì bà con mình xôn xao lắm. Cũng có nhiều cô chú anh chị mà đầu cơ mua vài chục cây hay là vài trăm cây hay là vài cây để cái hộ làm gọi là giữ bên mình ấy. Thì mỗi lần giá vàng tăng hiện nay thì đem ra bán và những cái giá vàng mình đã lần giảm xuống là mua vào. Nói chung thì cũng gọi là một cái may mắn hay không may mắn, kém may mắn hay cái là hên xui, chưa biết được ở trong cái tình hình mà gọi là lên xuống như thế nào anh chị, cân đo đong đếm ha. Về mọi tình hình mà mua bán anh chị thấy rồi, hiện nay cũng phải có giấy kiểm định đàng hoàng, rồi vàng cũ phải kiểm tra thống kê lại như thế nào, kiểm soát như thế nào, kiểm tra như thế nào mới thu nhận. Bây giờ mình muốn mua mình cũng phải là khai báo thông tin cập nhật hết đầy đủ mình mới mua được, đúng không anh chị? Bà con thì ai cũng muốn mua để một phần nào để như là làm của rồi cũng như là tích lũy, đa phần luôn anh chị mình thấy rồi. Di chuyển gọn nhẹ nhất đó là cũng như là vàng thì có giá trị theo vàng mà đô có giá trị theo đô. Cô nói về những bất động sản như là cách đây mà giá vàng hồi lúc mà chưa tăng vọt á, hồi năm gọi là trước dịch đó thì tầm 30 mấy triệu một cây, anh chị mình thấy rồi, tầm 30 mấy triệu một cây thì rất gọi là cao ha, có điểm đó. Xong rồi qua những cái trận dịch như thế này xong nè, xong rồi tới những cái gọi là không muốn như chiến tranh xảy ra ở bên nước ngoài, Nga, Ukraine, rồi cái biến động này đằng kia, giá vàng cũng tăng vọt lên, hiện nay thị trường cũng tăng lên tới 80 mấy rồi, gấp đôi cái phần mà thời điểm trước dịch 2019-20. Thời điểm đó thì ai mà bán những cái cây vàng ra mà để mua nhà làm gì, xong hiện nay mà theo mà tính theo cái giá trị bây giờ là không thấy có lời mà còn lỗ, mua đi bán lỗ trong những cái thời điểm này. Giá vàng thì theo chuyên gia thì bây giờ cũng có thể bình ổn lại cái giá vàng, nhưng mà sự tăng vọt này có thể là lên tới 100 triệu một chỉ, 100 triệu một cây, 10 triệu một chỉ, anh chị mình vẫn thấy. Về bên khu vực ở Nguyễn Huệ này, chú anh chị mình thấy nè, buôn bán cũng rất là nhiều đồ luôn ha. Bên ngoài đến bên trong, từ thực phẩm thức ăn cho đến những cái gọi là cà phê,
ở ngoài những cái veo gốc như nhà hàng cà phê, các chị mình thấy cũng khách du lịch đó về đây người ta hay ra ngoài quanh đây, người ta sẽ ngồi uống và ngắm cảnh ở cái trung tâm Sài Gòn như thế này. Và cửa hàng tiện lợi ở khu này là rất là đầy luôn anh chị. Đi một đoạn là sẽ có một cái cửa hàng tiện lợi để dành cho người nước ngoài, người ta vào người ta mua, người ta gọi là chuyển về phòng khách sạn người ta sử dụng. Đây em sẽ rẽ về con đường Nguyễn Huệ ha. Đây rẽ về bên khúc Lê Lợi anh chị. Em sẽ dạo quanh một vòng chợ Bến Thành nữa ha. Rồi em sẽ ngưng video cho cô chú anh chị mình tìm hiểu thêm lên một đoạn hồi nãy thì em đi bao lâu, anh em ghé lại thì như thế nào ở khu vực những cái tiệm vàng. Đây thì anh chị thấy rất là đông luôn. Những ngày lễ hội thì tất cả các thương hiệu nào muốn gọi là giới thiệu sản phẩm thương hiệu á, mình để có thể là câu khách hay là cho mọi người đều biết cái thương hiệu mình, thương hiệu mới và thương hiệu cũ. Mà đa phần thương hiệu mới á, thì những cái lễ hội này á, rất là nổi bật, làm rất sôi nổi, sôi động hơn những cái thương hiệu cũ đã qua. Đây là giao lộ con đường Bắc Cơ nè anh chị. Một hướng bên tay phải này á, là sẽ đi về khu vực công viên Minh Khai. Hướng về bên tay trái sẽ di chuyển đi ra ngoài ở khu vực cầu vượt. Ngay điểm mà mình có thể là đi chuyển thông đi qua bên quận Tư. Qua cầu Khánh Hội điểm được nè anh chị nha. Về trung tâm Sài Gòn hiện nay thì một số tình hình như là cho thuê nhà, đóng cửa tiệm, rồi những mặt bằng anh chị giảm giá nè. Mà hiện nay thì chưa thấy bà con đầu tư vào mà để kinh doanh. Đây những chương trình lễ hội ở sân khấu rất lớn anh chị ha. Bây giờ mà bắt tay mà có đồ mà nó sờ nghe thì chị có thể giống như là nước uống nè, sôi động sắc màu. Jumbo ha. Đây hiện nay thì giới thiệu nước uống có ga Jumbo anh chị thấy nè. Những cái chai thương hiệu sản phẩm rất là nhiều luôn. Ở ven góc mà cái mặt ở trên hàng rào như vậy. Nước uống lên men. Hương vị trái cây rất là nhiều loại sản phẩm luôn. Thì đây thì cái hướng này thì là kiểu hướng đông nè cô chú anh chị. Hôm nay thì xe gỡ hết ha. Thường thường thì ngày cuối tuần xe đậu ở dưới lề rất là nhiều, xe ở trên lề là những cái xe ở những cái sạp bên trong người ta bán buôn là người ta gỡ trên lề, còn những xe dưới lề là những xe khách anh chị. Đây chị mình thấy cũng ít ha. Mùa này thì khách du lịch thì hơi bị chậm á, ở ngoài khu vực trung tâm này. Về chợ Bến Thành thì buôn bán đa dạng đủ thứ vật liệu luôn và đủ thứ đồ sản phẩm và những cái đồ lưu niệm. Hơi vắng anh chị ha, chị mình thấy nè, nguyên hàng dài luôn, hơi vắng nha. Từ bán túi sách nè, từ bán quần áo, từ bán giày dép vỏ này kia luôn. Hôm nay hơi chậm, không thấy khách hàng. Chắc là cũng từ theo giờ giấc anh chị. Cái mùa này khách du lịch ít đó, nên mua bán hơi bị chậm á. Chắc không có thấy ghé như cái tiệm quà đủ đẹp nhiều. Đây là đoạn Lê Thánh Tôn. Di chuyển ra con đường Phan Chu Trinh
là Củ Tây và Bến Thành. Bên đây hay có vụ mà dành xe dành khách anh chị, xe mà đậu dành khách đó, hay có vụ ẩu đả với nhau đó. Đây anh chị mình cũng nhìn thấy nè, cũng vẫn đông ha. Số lượng mà khách vào mua rồi đổi anh chị thấy rất là đông luôn anh chị mình thấy ha. Chúng mình đóng kính thì đây là những người lãnh thực tế ở các tiệm vàng như thế này. Rất là đông du khách ở đổi đô đứng xếp hàng. Cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh ha, để mình cập nhật thêm những video tiếp theo và mới nhất để mình tìm hiểu thêm về đường phố Sài Gòn hiện nay bà con như thế nào, cuộc sống hiện nay ra sao hay là kinh doanh như thế nào anh chị. Nhớ cho em một like và thích em, cảm ơn cô chú anh chị mình nhiều nha. Di chuyển ra đến con đường Trương Định rồi, em cũng xin dừng clip tại khu vực này. Em cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành cùng em. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn.